Livestream đầu tiên của nhà thiết kế triệu đô Thái Công, lượt người xem cực khủng, phút cuối tung sản phẩm chỉ 99.000 đồng, ai cũng mua được. Theo đó, phiên livestream đầu tiên lúc 20 giờ ngày 9 tháng 1 trên kênh TikTok Shop của nhà thiết kế Thái Công đã thu hút lượt xem cực khủng. Chỉ mới 4 phút đầu, phiên livestream đã có tới hơn 6,7 nghìn lượt xem, đến phút 20 còn có hơn 1 triệu lượt thả tim. Thái Công bật mí, có nhiều món đồ chỉ 99.000 đồng để tất cả mọi người đều có cơ hội trở thành khách hàng của nhà thiết kế. Trong phiên livestream, nhà thiết kế Thái Công khẳng định nếu như ở Trung Quốc có rất nhiều người bán hàng giá trị cao như là túi xách Hermes thì tại Việt Nam, ông là người đầu tiên bán đồ xa xỉ. Tất cả các sản phẩm đều chất lượng, không phải hàng giả, không phải hàng xách tay mà qua con đường nhập khẩu chính ngạch. Và khi vận chuyển đến tay khách hàng, các món đồ sẽ được đóng gói cẩn thận, giao hàng đặc biệt nên sẽ không lo lắng vấn đề bể vỡ. Mở đầu buổi livestream, nhà thiết kế Thái Công chia sẻ bản thân sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng đến năm 9 tuổi sang nước Đức sinh sống. Ở nước ngoài, ông mở công ty nghiên cứu, sản xuất đồ xa xỉ gồm đèn, bàn, đồ gốm sứ. Khi về đến Việt Nam, ông chuyên cung cấp đồ nội thất sang trọng, đắt tiền, khám phá, tìm kiếm những món đồ chất liệu cao cấp, khan hiếm là sở thích, đam mê của ông. Phiên bán hàng của ông giống như một phiên đấu giá khi các sản phẩm đều đắt đỏ, rất ít người dám bỏ ra số tiền lớn để sở hữu. Nhà thiết kế chia sẻ, mua đồ rẻ tiền rất dễ mua, còn đồ hiếm, đồ quý giá mới khó. Mọi người đang xem livestream có thể bỏ ra số tiền phù hợp để sở hữu sản phẩm. Đây chính là cách động viên bản thân nỗ lực hơn trong tương lai để mang lại hạnh phúc cho chính mình cũng như là người thân. Kết thúc phiên livestream, nhà thiết kế Thái Công công bố sẽ bán một sản phẩm có giá chỉ 99.000 đồng, món hàng dành cho khách hàng và đặc biệt là các fan của ông có thể mua được nhằm thay đổi tư duy, đó là chiếc túi vải với dòng chữ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về phiên livestream đắt đỏ này? Hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé!